niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn. Để rồi mãi chia xa, lòng chờ dâng niềm thiết tha. Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nỗi nhớ niềm thương gửi cho trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Chưa.
kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao nhiêu thương chúng ta tìm về, muôn thoáng trường xưa đang nghe thời gian khói đưa. Nghe băng cô trong ta một thời, tình bước ngày xưa ước mơ người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai dần hơn, buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Các thầy, các cô cùng các bạn an toàn. Lời chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt nhất chúc các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công và có một ngày hội khóa thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Xin các thầy các cô cùng hội khóa một tràng pháo tay. Xin hội khóa hay dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón các thầy cô giáo của các bạn. Còn kính thưa các thầy giáo, những hoài bão, những mộng mơ của tuổi áo trắng học trò tới trường giờ đây đã trở thành và tỏa đi muôn nơi, từ miền Tây Bắc xa xôi, khúc ruột miền Trung đến miền Nam ruột thịt yêu dấu. Có các bạn đang công tác tại thủ đô và những tỉnh lân cận, những tuổi mộng mơ, tuổi đẹp nhất trong cuộc đời con người của chúng ta. Tiên cho em thay mặt toàn thể tập kỷ niệm 25 năm sau ngày ra trường xin được phép bắt đầu. Xin một tràng pháo tay thật lớn. Là thầy Việt ạ. Thầy Quang Hưng, nguyên giáo viên chủ nhiệm lớp 9B ạ. Thầy Lưu Quang Thắng. Thầy Kiều Văn Nghề ạ. Cô đơn vị gì ạ? Thầy Lê Hoàng Hà. Cô Trần Thu Hà. Thầy Trần Minh Tuấn ạ. Thầy Phan Hóa Sử. Đại diện ban giám hiệu trường trung học cơ sở Vinh Minh, thầy Nguyễn Văn Khoa. Chúng ta cùng chào đón 46 thành viên là các bạn học sinh niên khóa 199. Chia xa lòng trời đồng quê thiên hoa nhớ.
cảm ơn ca khúc rất đặc sắc và ý nghĩa của Top 3. Tiếp theo chương trình, Phạm Hùng Việt sẽ thử lấy ca khúc Bụi Phấn. Xin mời các thầy cô cùng các bạn thưởng thức ạ. Trong buổi lễ kỷ niệm ngày hôm nay, xin trân trọng kính mời bạn Nguyễn Công Tính, lớp trưởng lớp 9A, niên khóa 1993-1997, trường Trung học cơ sở Vinh Ninh, thay mặt cho các bạn học sinh lên thông qua diễn văn kỷ niệm. Xin mời bạn Tính. Kính thưa thầy, cô, thưa toàn thể các bạn, hôm nay Công Tính vô cùng vinh dự và xúc động được thay mặt khối 9, khóa 93-97 có đôi lời phát biểu. Lời đầu tiên, xin được nồng nhiệt chào mừng các thầy, các cô cùng toàn thể các bạn niên khóa 93-97. Em xin thay mặt lớp xin gửi lời chân thành cảm ơn tới các thầy, các cô đã sắp xếp thời gian tham gia buổi lễ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn trong ban tổ chức đã nhiệt tình, không ngại vất vả thời gian qua để giúp được buổi lễ ngày hôm nay được thành công. Xin cảm ơn các bạn đã có mặt đông đủ tham gia buổi họp lớp ngày hôm nay. Hôm nay đúng 25 năm ngày thành lập ngày tập thể lớp khối 9, niên khóa 93-97, rời xa mái trường Trung học cơ sở Vinh Ninh thân yêu, xa rời vòng tay che chở và dìu dắt của các thầy cô bước vào đời. 25 năm sau, ngày hôm nay cũng đến gần ngày khai giảng một năm mới. Với tinh thần và truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta, tôn sư trọng đạo,
uống nước nhớ nguồn. Chúng em, những học sinh lớp 9 niên khóa 93-97 của trường Vĩnh Ninh sau khi tái thành lập cũng là những lớp đầu tiên của các thầy, các cô khi về xây dựng. Xin cảm ơn các thầy, các cô ạ. Thời điểm đó, với bao khó khăn, vất vả, được các thầy cô dạy bảo, dìu dắt, dõi theo và ủng hộ chúng em trong suốt những năm học và suốt những chặng đường vừa qua và cũng như sau này, trong tâm trí chúng em vẫn luôn là những người học trò bé nhỏ, ngây ngô của các thầy, các cô ngày nào. Đề nghị chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật to, thật vang. Thay cho lời tri ân gửi tới các thầy, các cô. Vâng, xin cảm ơn ạ. Ngày hôm nay, sau 25 năm ngày ra trường, chúng em rất vui mừng vẫn được thấy các thầy, các cô khỏe mạnh, minh mẫn như thế này. Chúng em xin được kính chúc các thầy, các cô nhiều sức khỏe để cùng đồng hành với chúng em trong thật nhiều những năm tiếp theo. Xin được vui mừng báo với các thầy, các cô lớp 9A, 9B với các thành viên sau 25 năm vẫn đông đủ khỏe mạnh do một số lý do cá nhân hôm nay thiếu vắng một bạn chưa về tham dự. Gần như tất cả các thành viên lớp đã có gia đình và mái ấm riêng, có những bạn đã có con học cấp 2, cấp 3 như chúng em ngày nào. Chúng em cũng đã thành lập hội lớp với rất đông các thành viên tham gia để kết nối, liên lạc cùng giúp đỡ nhau trong phát triển. Vâng, thưa các thầy, các cô, sau 25 năm ngày hôm nay, tuy rằng các học sinh của các thầy, các cô chưa có ai thật sự xuất sắc, song các bạn đã luôn luôn phấn đấu cố gắng để xây dựng mái ấm gia đình được hạnh phúc, quê hương được giàu mạnh. Vâng, còn rất nhiều điều muốn nói, rất nhiều những kỷ niệm vui buồn trong một thời học sinh, những thành công và những khó khăn trong cuộc sống hiện tại. Lớp chúng ta tin rằng chúng ta sẽ chia sẻ với nhau trong ngày hôm nay và trong mai sau. Và cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể gia đình, vợ con của các bạn đã tạo điều kiện để các bạn tham gia đông đủ ngày hôm nay. Lần tới, nhất định chúng ta sẽ tổ chức cho cả gia đình để hội lớp được giao lưu gắn kết hơn nữa và chắc chắn sẽ thành công hơn nữa. Một lần nữa, em xin được trân trọng gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến gia đình, các thầy, các cô và tất cả các bạn có mặt cũng như vắng mặt ngày hôm nay. Chúc buổi lễ kỷ niệm 25 năm thành công, tốt đẹp. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn bài diễn văn rất ý nghĩa, tình cảm của bạn Nguyễn Công Vĩnh. Tiếp theo chương trình, em xin kính mời thầy Việt, nguyên hiệu trưởng trường cấp 2 Vĩnh Ninh lên có đôi lời phát biểu. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, những năm tháng tái lập trường, thưa toàn thể các em học sinh thời ấy. Hôm nay, thay mặt cho các thầy, các cô có những năm tháng công tác ở Vĩnh Ninh, chúng tôi vô cùng xúc động và các thầy cảm thấy rất là hạnh phúc. Xin phép được cảm ơn tấm lòng rất là chân thành của các em đã dành tình cảm cho các thầy, các cô. Chúc các thầy mạnh khỏe và các em thành công. Hôm nay, thầy Việt và các thầy, các cô ở đây có hai điều vô cùng hạnh phúc. Điều thứ nhất, những năm tháng gian khổ như thế, vất vả như vậy, trong một hoàn cảnh các em đến trường không ra trường thật sự, ấy thế mà hôm nay các em trưởng thành vượt qua cả cái tầm suy nghĩ của các thầy. Hạnh phúc thứ hai, có lẽ thầy nghĩ rằng hay là trong gian khổ ấy mà cái tính nhân văn, tính người đã ấn tượng trong các em, mà đến hôm nay các em tổ chức một lễ tri ân quả là xúc động. Và đặc biệt là thầy còn rất tin các em đã dành tình cảm cho học trò của tiểu học cũng như trung học cơ sở những sức quà tuy không lớn nhưng mang đầy ý nghĩa. Điều ấy mà khiến các thầy lại
càng vô cùng xúc động. Hôm nay các em trưởng thành, thầy không biết nói gì hơn, xin gửi đến đôi dòng tâm sự qua bài thơ. Thầy Lâm ạ. Bài thơ có tựa đề là Hội tụ tri ân. Một miền tĩnh lặng vĩnh ninh, đằng trong suy tưởng quê mình yêu thương. Hay chăng vùng cuối vĩnh tường cứ bâng khuâng để tơ vương nỗi niềm. Bao năm xa nhớ nào quên, lớp trò xưa ấy lớn lên từng ngày. Đung đưa biếm tắt thơ ngây, phượng rơi đỏ thắm đăng đầy tiếng ve. Giờ em là cô gái quê, con mong cần mẫn một bề canh nâng. Thuyền tình ái đưa qua sông, làm cô giáo có mênh mông bóng thầy. Quát quay nhịp sống vơi đầy, nghiêm trang người lính hẹn ngày hiển vinh. Yêu tư trăng hết lập trình, bàn tay kiến trúc nặng tình nước non. Từ bài toán số làm tròn, để trang đời cũng sắt son nghĩa thầy. Câu kiều càng đẫm càng say, về dâu mấy đận càng dày nghĩa nhân. Một ngày hội tụ tri ân, trò vui thầy lại âm thầm chờ trông. Xin trân trọng cảm ơn các thầy, các cô và các em. Em xin mời kính mời thầy Nghề, thầy Tèo, thầy Việt, cô Hằng, thầy Hưng, thầy Thắng, cô Thịnh, thầy Hà, cô Hà, thầy Tuấn, thầy Xỉu ạ. Xin mời các thầy cô giáo lên trên sân khấu ạ.
được kính chúc quý thầy cô và các em ngày hôm nay thật là hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Em đang thuộc bài học sáng nay trong bài rừng có bụi phấn trắng bay bay trên tâm thơ giọng thầy như tiếng hát lời thầy như bài thơ cho em những ước mơ tới chân trời rộng mơ. Còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa, lòng chợt dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn